một chiếc thùng nuôi ong mà nuôi con ong ở trong cái thùng này, chất liệu gỗ này nó phát triển thịnh vượng qua các mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, con ong nó vẫn phát triển rất là tốt, và quan trọng nhất mà giá nó lại rẻ nữa, độ bền lại cao. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác làm thế nào để mà mình có cái cách chọn thùng nuôi ong và làm sao cho hợp lý nhất. Các bác hãy ở lại xem hết video, sau đấy thì có mua thùng ong ủng hộ bên em thì liên hệ bên em nhé. Số điện thoại em để ở đây, và cách thức giao dịch mua bán như thế nào thì em cũng sẽ nói ở phần cuối video kèm với cả báo giá luôn. Đấy thì rất là mong các bác hãy ở lại xem hết video của em để nhận được cái thông tin chi tiết các bác nhé. Làm thế nào để mình lựa chọn được một cái thùng nuôi ong nó phù hợp nhất trong cái mô hình phát triển kinh tế của gia đình, phát triển những cái đàn ong? Thì việc đầu tiên thì em chia sẻ về cái chất liệu gỗ. Cái chất liệu gỗ để mình làm cái thùng ong thì có cái loại gỗ cơ bản, ví dụ như là gỗ sung, ví dụ như là các cái dòng gỗ chám, gỗ chẩu hay là gỗ bồ đề, hay là những cái loại gỗ mà nó phổ thông. Có nơi thì có thể đóng cả bằng gỗ keo. Nhiều loại gỗ có thể đóng được lên cái thùng ong như thế này. Nhưng mà về cơ bản nó sẽ có một cái tính chất chung, đó là cái gỗ nó phải đảm bảo được cái độ xốp. Nó xốp thì nó tốt, bởi vì là nó sẽ có cái con ong ở bên trong ấy, con ong ở bên trong thùng thì nó sẽ có nhiệt độ ổn định, tức là nó sẽ ổn định ở trong cái nhiệt độ đấy. Thì làm sao cái thùng ong nó xốp thì cái điều hòa nhiệt độ ở bên trong nó sẽ ổn định, đàn ong nó sẽ phát triển. Đấy, và làm thế nào để mà một cái đàn một cái chất liệu gỗ đấy mà không bị mối mọt? Thì về cơ bản thì cũng theo các cụ ngày xưa thôi, theo cách xử lý đó là ngâm. Cái thời gian ngâm ấy, thì mình lên ngâm ở dưới ao để nó có thêm cái độ thẩm thấu của cái chất bùn. Đấy, bùn ao nó thẩm thấu cái gỗ thì nó sẽ bền hơn, và thời gian ngâm đảm bảo thì nó phải từ 6 tháng trở lên. Đấy, cho tất cả các loại gỗ thì nó sẽ ok. Thế còn nếu mình không ngâm thì thực ra cũng có những cái loại gỗ mà nó sẽ không bị mọt đâu, nhưng mà về cơ bản thì những cái gỗ tạp ấy nó cũng hay bị mọt lắm, cho nên là các bác cũng phải ngâm qua đi. Thì như xưởng nhà em đây thì lựa chọn là cây gỗ gạo để đóng. Đấy, đây là con ong nội các bác nhé, chứ còn ong ngoại thì có thể nó khác hơn một chút. Ví dụ như là vì nhà em chuyên về con ong nội thôi, cho nên là em chỉ giới thiệu về ong nội. Thì cái thùng chất liệu gỗ về cơ bản ở các địa phương thì dùng chung chung nhau. Nếu mà lựa chọn được gỗ sung nó cũng rất là tốt, nhưng mà thực ra là gỗ sung thì bây giờ nó cũng hiếm, mà giá thành sản xuất ra nó cũng khá là đắt, đóng thì nó cũng khá là lâu công. Thì hiện tại trên thị trường, như đại lý của nhà em đang phân phối phục vụ cho các bác thợ nuôi ong, thì chủ yếu là những cái thùng được đóng bằng gỗ gạo như thế này. Thì bây giờ bác nào quan tâm đến thùng ong bằng gỗ gạo và lựa chọn một cái thùng nuôi ong nó phù hợp thì vào gần đây một chút để em sẽ giới thiệu cho các bác về cái việc là thùng nuôi ong bên nhà em. Các bác hãy ở lại xem video nhé, đừng rời video, bởi vì là em sẽ giới thiệu rất là chi tiết đấy các bạn. Thường thì em cũng sẽ làm video, nhưng mà em sẽ không giới thiệu chi tiết như là cái video này đâu. Đây là một video giới thiệu rất chi tiết về mẫu thùng nuôi ong bên em, và đảm bảo các bác là nó cũng sẽ rất là bền, nó cũng không bị mọt đâu. Thì đầu tiên thì chất liệu bên nhà em này thì nhà em sẽ sản xuất là bằng gỗ gạo các bác nhé. Và cái gỗ gạo này là một cây gỗ gạo mà nhà em lấy ở trên rừng về và cũng đã xử lý ngâm, xẻ xong thì ngâm tầm độ 6 tháng rồi, để đảm bảo cái quá trình là cái thùng ong này nó sẽ không bị mọt, nó không bị vênh nữa, sử dụng nó rất là bền luôn. Nếu các bác muốn bền hơn ạ, nếu các bác muốn bền hơn ấy thì các bác có thể về ra ngoài sơn đi thì nó cũng sẽ bền hơn nữa. Thế còn bình thường các bác để mộc này thì nó cũng phải bền được tầm 5 đến 7 năm, mà chi phí mua cái thùng này thì nó rất là rẻ thôi. So với việc mình đầu tư một cái thùng để mình nuôi được một đàn ong thì nó cũng rẻ, qua các năm thì nó rất là ok. Và cái chất liệu gỗ gạo này thì các bác sẽ thấy là cái phần tôm gỗ ở đây nó cũng sẽ rất là mịn luôn, nó rất là xốp luôn. Đấy, các bác nhìn thấy nó cũng rất là xốp. Thì khi mà nó xốp như này thì nuôi đàn ong thì nó mùa đông thì nó ấm, mùa hè thì nó mát, và mùa ẩm lồm thì nó khô. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái cây gỗ này thì nhà em sẽ là khai thác ở trên rừng về. Bình thường nó sẽ là những cái cây nó rất là to như này, nó rất là to, mà về thì nhà em phải cắt đi nó vuông vuông như này. Đấy, thì nó sẽ nhỏ thôi, chứ còn bản thân nó thường là những cây gỗ cổ rất là to, được kính rất là to. Và thiết kế đóng của thùng thì nhà em đóng thì xung quanh là ván liền hết. Đấy, ở phần đáy thì sẽ là cái ván ghép để khóa thùng cho nó ok. Thế còn đấy là cái chất liệu gỗ. Thế còn về cái quy cách đóng để làm sao cho nó chắc ấy, thì nhà em sẽ đóng các cái đinh theo từng cái kích thước, từng cái
vị trí nó khác nhau chứ không phải cùng một loại đinh đúng không ạ? Đinh thì toàn bộ đóng là đinh tay để đảm bảo cái quá trình là cái độ mút gỗ của nó từ từ, chứ không ví dụ mình bắn máy nó nhanh thật ấy nhưng mà nó sẽ bị nhổ đinh, nó không chắc bằng cái việc mình bắn máy đâu, mà đóng bằng tay đâu. Đấy là theo kinh nghiệm của thợ bên anh em cũng như là theo kinh nghiệm. Chứ còn thực ra là bắn bằng máy thì cũng ok, cũng tại vì là cũng có nhiều chỗ sản xuất đóng máy, bắn máy thì cũng nhanh hơn. Và đây là cái nô thùng này thì toàn bộ bên nhà em thì sản xuất thì chỉ sản xuất bằng gỗ gạo này thôi, thì không có gỗ sung đâu các bạn. Có nhiều bác khách hàng điện đến bảo bên nhà em là có thùng gỗ sung không, thì em chia sẻ là bên nhà em là không có thùng gỗ sung. Bởi vì sao? Bởi vì là một cái video đăng tải lên xong thì các bác về sau cứ hỏi là còn thùng gỗ sung không, còn thùng gỗ sung không, thì có lúc thì có lô 100 thùng về sau nó hết, thì cũng rất là mong các bác theo dõi video đoạn này. Thì thùng ong nhà em chỉ có duy nhất là thùng ong bằng gỗ gạo này thôi. Gỗ gạo này thì bên nhà em xử lý ngâm rồi và em đã giới thiệu rồi. Thế làm thế nào để mà lựa chọn được cái thùng ong thì em vừa chia sẻ một vài cái quan điểm của nhà sản xuất chuyên nghiệp về sản xuất thùng nuôi ong để các bác có thể tham khảo thêm nữa các cái nội dung khác. Thế còn bây giờ thì như em cũng đã giới thiệu ở phần đầu, bây giờ em sẽ giới thiệu về cách thức giao dịch mua bán thùng ong bên nhà em và cũng như là báo giá công khai để các bác lựa chọn làm sao cho phù hợp nhất những cái đơn vị các bác sẽ mua sản phẩm để thùng nuôi ong các bác nhé. Cách thức mua hàng, đặt hàng thì các bác liên hệ trực tiếp với bên em để được tư vấn. Số điện thoại thì em để ở đây. Và shop của nhà em thì ở tại Bắc Giang. Shop của nhà em thì ở tại Bắc Giang cho nên là nhưng mà nhà em sẽ gửi hàng trên toàn quốc. Các bác ở đâu thì bên nhà em cũng gửi được hàng. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm ạ. Gửi hàng đến thì ví dụ các bác kiểm tra hàng xong đấy thanh toán tiền cho nhân viên shipper vậy là xong các bác nhé. Thế còn ngoài ra thì bên nhà em cũng sẽ bán tất cả đầy đủ các cái dụng cụ nuôi ong cần thiết cho các bác là thợ nuôi ong mật, nên các bác hoàn toàn là có thể là đặt các cái sản phẩm khác nữa. Đấy là cách giao dịch mua bán nhé. Còn giá thì hiện tại giá một cái thùng ong như này, nhà em đang bán một cái thùng ong chất lượng cao và thùng này thùng 26 thì là 210.000 đồng các bác nhé. Em nói lại này, 210.000 đồng trên một chiếc thùng ong như này đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi. Đấy là bao gồm cả cước nhé. Các bác đến nhà thì tất nhiên là không mất cước, hoặc là các bác lấy số lượng lớn thì bên em sẽ tính cái giá nó rất là hợp lý thôi. Thế còn thì nó không phải là cái giá này, nhưng mà thường thì khách bên em thì các bác mua 1-2-3 thùng khách lẻ đấy thì bên em cũng ship. Còn nếu mà mua từ 10 thùng trở lên giá khác, mua 50 thùng, mua 100 thùng giá lại khác nữa. Em nói thế thì các bác có hiểu mà. Mua càng nhiều giá càng rẻ. Thế nên các bác ơi, nội dung vừa rồi thì em cũng chia sẻ một vài quan điểm về cách chọn cái thùng ong, cũng là giới thiệu về cái thùng ong rồi, và cũng đã nói qua về giá và cách thức giao dịch. Rất là mong là trong cái đợt này các bác nào mà đang có nhu cầu mua về thùng nuôi ong liên hệ trực tiếp với em, số ở đây các bác nhé. Số điện thoại ở đây, nhân viên nhà em không trực tiếp tư vấn được thì các bạn nhân viên hỗ trợ shop bán hàng của nhà em sẽ tư vấn cho các bác về cách để các bác đặt hàng. Còn nếu các bác là khách hàng quen thì cứ điện là bên em gửi hàng thôi các bác ơi. Em bán hàng này cũng rất nhiều năm rồi, rất nhiều khách quen. Đây là các bác quen thì cứ điện trực tiếp cho em ở đây. Các bác mới lạ cũng điện trực tiếp cho em ở đây các bác nhá. Nội dung ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn các bác nào mà đã xem được đến video tầm này thì chắc là các bác sẽ mua thôi. Cảm ơn các bác nhá. Em xin dừng video ở đây.